Kính chào quý khán giả, cảm ơn quý vị đã chọn kênh STV và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thông tin dịch vụ thị trường của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 2, thưa quý vị, theo những cập nhật của chúng tôi tại công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Ánh Sáng, số 243 đường Nguyễn Huệ, phường 3 thành phố Sóc Trăng, giá vàng tại thời điểm sáng nay được niêm yết như sau. Vàng 4 số 9 nhẫn bán ra 5.470.000 đồng một chỉ, mua vào 5.320.000 đồng một chỉ. Vàng 97% bán ra 5.320.000 đồng một chỉ, mua vào 5.170.000 đồng một chỉ. Vàng 17K bán ra 4.047.000 đồng một chỉ, mua vào 3.697.000 đồng một chỉ. Vàng 15K bán ra 3.719.000 đồng một chỉ, mua vào 3.369.000 đồng một chỉ. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn hiện hữu, việc tuân thủ 5K vẫn là điều mà mọi người cần lưu tâm thực hiện triệt để khi đi chợ để đảm bảo an toàn. Vào sáng nay, theo ghi nhận của chúng tôi tại chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng, giá cả tham khảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu đời sống hàng ngày của người dân như sau. Cá mòi 80.000 đồng một hộp, cá lóc đồng 130.000 đồng một ký, cá lóc nuôi 55.000 đồng một ký, cá nục 70.000 đồng một ký, tép bạc 120.000 đồng một ký, tép đất 180.000 đồng một ký, bắp cải Đà Lạt, củ cải đỏ Đà Lạt, xà lách 45.000 đồng một ký, bắp cải rẫy, rau muống cải xanh 15.000 đồng một ký, đậu que 30.000 đồng một ký, dưa leo 20.000 đồng một ký, cà chua Đà Lạt 50.000 đồng một ký, khô cá lù đù, khô cá lưỡi trâu 100.000 đồng một ký, táo Mỹ 65.000 đồng một ký, lê thường, nho thường, táo thường 50.000 đồng một ký, lê Hàn Quốc 80.000 đồng một ký, nho Mỹ đen 170.000 đồng một ký, quýt đường lớn 40.000 đồng một ký, bưởi năm roi, bưởi da xanh 35.000 đồng một ký, gạo tài nguyên 17.000 đồng một ký, gạo tẻ thường 12.000 đồng một ký, gà ta làm sẵn 80.000 đồng một ký, vịt làm sẵn 50.000 đồng một ký, thịt heo từ 70.000 đồng đến 120.000 đồng một ký, mỡ heo 30.000 đồng một ký, thịt bò đùi 230.000 đồng một ký, thịt bò phi lê 240.000 đồng một ký, trứng vịt 2.500 đồng một trứng, sữa ông thọ 22.000 đồng một hộp, đường cát trắng 21.000 đồng một ký, đường thường lẻ 22.000 đồng một ký, dầu ăn 42.000 đồng một lít. Đến đây chương trình thông tin dịch vụ thị trường của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Nếu như có góp ý hay nhu cầu giới thiệu dịch vụ, quý vị hãy liên hệ chúng tôi qua email thị trường sóc trăng a@gmail.com. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.